chào mọi người nha hôm nay thì mình sẽ giới thiệu con ạch 135 này cho mọi người thì cái con này ở video trước thì mình cũng có giới thiệu cho mọi người rồi nhưng mà sợ mọi người xem không được á rồi tua bỏ qua gì đó nên không xem được cái đoạn này á. thì mình sẽ đăng lại cho mọi người là cái con này là rất là rẻ nha mọi người chỉ có 14 triệu 500 nha vàng áo thì nói chung thì cũng liền lạc cứng cáp á thì chỉ có cũ theo năm tháng thôi có chốc sơn chốc này mấy còn ngon nha mọi người với lại là giấy tờ hợp lệ nha nên mọi người cứ yên tâm giá chỉ có 14 triệu 500 nha và hiện tại kênh siêu thị 68 có chương trình khuyến mãi nhằm tri ân mọi người đã đồng hành kênh và cùng kênh phát triển sau này á thì mình sẽ tặng cho mọi người một người may mắn là một con xe quay đã qua sử dụng với điều kiện là kênh đạt là 50.000 lượt đăng ký nha là 50.000 sub đó để khuyến khích mọi người chứ kêu mọi người chia sẻ và đăng ký không thì mọi người không có quyền lợi thì cũng khó phải không thì nói chung kênh như thế là cũng đẹp rồi với lại mình sẽ có hai chặng đường một là 50.000 sub hay là 100.000 sub nếu 100.000 sub thì mình sẽ bán cho mọi người một con ad 35 với giá là 5 triệu đồng nha mọi người và các buổi mà bốc thăm qua à, cái buổi mà trao xe đó là livestream trực tiếp nha mọi người nên mọi người cứ yên tâm là không có dàn dựng gì hết trơn nha. và mình là chủ kênh nên à, mọi người cứ yên tâm không ai mà làm mất cái uy tín của kênh mình làm gì đâu nha. Thì mọi người cứ mạnh dạn chia sẻ đi rồi đồng hành cùng mình dài dài thì sẽ có nhiều phần thưởng hấp dẫn nữa. Nha, chia sẻ và lan tỏa cho mọi người cùng biết. Và mọi người muốn mình thực hiện video ở tỉnh nào hay là ở tiệm cửa hàng nào đó thì mọi người cứ bình luận bên dưới nha. Cảm ơn mọi người xem video.